Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm nay, ngày 6 tháng 5, U23 Việt Nam với U23 Indonesia sẽ đọ sức với nhau trong trận ra quân tại bảng A. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng với cả hai đội bóng này. U23 Việt Nam hiện đang là nhà đương kim vô địch, còn U23 Indonesia là những nhà á quân. Hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Ở cuộc so tài lần này, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang không có được lực lượng tốt nhất khi Tiến Linh nhiều khả năng vắng mặt ở trận ra quân vì chấn thương nhẹ. Trong khi đó, U23 Indonesia có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 31. Trong đội hình của đội bóng này mang sang Việt Nam, phần lớn là những gương mặt đã vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020. Đánh giá về U23 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Theo tôi được biết thì U23 Indonesia có nhiều cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 trong đội hình. Ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ nhập tịch, có các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Anh, Slovakia hay Hàn Quốc, cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Tôi nghĩ rằng lực lượng của U23 Indonesia ở SEA Games 31 mạnh hơn ở SEA Games 30 rất nhiều." Nói về cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam trước đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi không thể biết U23 Indonesia sẽ sử dụng chiến thuật nào, thi đấu ra sao trước U23 Việt Nam. Việc chúng tôi chuẩn bị là chuẩn bị nhiều phương án để tùy từng hoàn cảnh sẽ đưa ra đối sách phù hợp. Tôi xin nhắc lại rằng, tùy từng hoàn cảnh, tôi sẽ đưa ra đấu pháp phù hợp nhằm hướng đến kết quả tốt nhất." Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia cho biết: "Trận đấu 3 năm trước giữa U23 Việt Nam với U23 Indonesia, tôi nhớ rõ đã xem trên TV. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm rất tốt công việc ở Việt Nam. Ở màn so tài tới đây, tôi sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Trong các trận đấu trước mà tôi làm huấn luyện viên trưởng của Indonesia, tôi không ngại gì khi nói rằng Việt Nam có chất lượng và chiều sâu tốt hơn Indonesia. Nhưng ở SEA Games 31 lần này, chúng tôi được bổ sung những cầu thủ giỏi từ trong nước lẫn các cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Tôi rất tự tin khi có thể có kết quả tốt hơn trước Việt Nam trong tương lai. Các cầu thủ của tôi cũng rất tự tin cho điều đó. Sự kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà Indonesia là rất lớn. Tôi hy vọng đội sẽ có kết quả thật tốt trong các trận đấu ở vòng bảng SEA Games 31 lần này." Theo lịch thi đấu của môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm nay ngày 6 tháng 5, thì cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ ra vào lúc 19 giờ tối nay ngày 6 tháng 5 trên sân Việt Trì. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.